Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào cô chú anh chị, em là Thu Nhiên. Thì hiện tại là em đang ở xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị một miếng đất nền nằm trên mặt tiền đường huyện lộ này luôn nha. Thì đất mình là có tổng diện tích bề ngang là 4 m, chiều sâu vô là 21 m, trong đó là đất cây lâu năm và chủ kêu giá là 550 triệu. Giá cả thì anh chị sẽ thương lượng trực tiếp với chủ luôn ha. Còn bây giờ thì em sẽ giới thiệu về cái vị trí và cái con đường đi trước, xong rồi em sẽ quay đất cho anh chị mình xem ha. Cái đường mà em đang đứng á, đường này là đường Lộ Nhựa, là đường huyện 34 nha anh chị, và là một con đường thông luôn. Thì cái hướng ở bên đây nè là anh chị mình sẽ đi thông ra ngoài ngay chỗ trại rắn Đồng Tâm, và cái vị trí miếng đất của mình ở đây là sẽ gần ngay chỗ Sư Đoàn 8 và gần trại rắn Đồng Tâm nha anh chị. Thì hướng này là anh chị đi ra trại rắn Đồng Tâm nè, rồi mình đi ra ngoài đường tỉnh lộ 870B luôn ha. Là một hướng nha anh chị. Ở đây là khu dân cư đông đúc, và cái vị trí miếng đất của mình ở đây thích hợp cho những anh chị mà mình muốn tìm một miếng đất nhỏ nhỏ ở dưới quê á, mà anh chị vừa cất nhà ở mà vừa kinh doanh mua bán nhỏ lẻ, thì em nghĩ là cái vị trí này cũng khá là thích hợp luôn. Còn mà cái hướng ngược lại này nè là anh chị mình đi thông ra là mình sẽ thông ra ngoài cặp sông Long Định á, sông Nguyễn Tất Thành á anh chị, rồi mình đi ra ngoài cầu Long Hưng á, là cái hướng này ha. Rồi thì quay về miếng đất của mình nha. Và đây là cái miếng đất mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị mình nè. Đất mình á thì có diện tích bề ngang là 4 m, 4 m là anh chị sẽ được tính từ ngay chỗ vị trí cây trụ ranh giới ở đây ha. Anh chị sẽ đo dài qua tới cái khoảng cái cây trụ điện ở bên đây là bề ngang 4 m, và chiều sâu vô hết đất luôn á là khoảng tới cái mí này là khoảng 21 m. Thì trong đó là đất cây lâu năm, chưa có thổ cư nha anh chị, và chủ kêu giá là 550 triệu. Giá cả là anh chị sẽ đi xem đất và thương lượng trực tiếp với chủ luôn. Thì đất á thì em thấy là nền thì cũng khá là cao ráo luôn, nói chung là nền là bằng mặt đường luôn á. Anh chị về đây có thể xây một căn nhà để ở nè, xong rồi ở cái mặt tiền phía trước á, anh chị có thể tận dụng để mà kinh doanh mua bán nhỏ lẻ nè, anh chị có thể mở tiệm tạp hóa nè, hoặc là anh chị làm một cái quán cà phê hay là cái quán nước mía nhỏ nhỏ, là em nghĩ là rất là thích hợp luôn á. Ở đây thì dân cư cũng khá là đông luôn, mà gần trại rắn Đồng Tâm, gần Sư Đoàn 8 nữa ha anh chị. Và đặc biệt á là ở phía trước đất của mình là sẽ có một cái con kênh. Đây anh chị xem nè. Thì cái con kênh này nè em nghĩ là anh chị mình có thể dọn dẹp cái phần mặt tiền ở bên đây nè, xong rồi anh chị có thể làm một cái sàn nước nho nhỏ nè. Anh chị mình ra đây ngồi là em thấy cũng khá là thoáng mát luôn á ha. Đường thì là đường thông luôn, mặt tiền đường huyện lộ ha. Ở đây là thuộc về xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cái vị trí này là sẽ giáp ranh với xã Bình Đức nha anh chị. Rồi, điện nước wifi thì có đầy đủ hết luôn, anh chị mình cứ yên tâm. Ở đây là không có sợ không có điện hay là không có nước xài ha. Và ở đây thì dân cư cũng đông đúc luôn, anh chị mình không có sợ buồn ha. Rồi thì bây giờ em sẽ mở định vị lên để cho anh chị xem nha. Đây thì anh chị xem nè. Cái vị trí mà em đang đứng đây là đường Lộ Nhựa, rồi mình sẽ qua một con kênh, xong rồi tới một cái mảnh đất này là của người dân. Xong rồi đây để em kiếm cái chỗ em chỉ cho anh chị. Chỉ cho anh chị cái chỗ mà Sư Đoàn 8 bên kia đi ha. Đây anh chị có thấy mà mấy cái cây cao cao này nè, nó cái mí đó là bên ngay chỗ mà Sư Đoàn 8 á ha anh chị. Cũng khá là gần luôn, cách một cái mảnh đất của dân là tới rồi. Rồi thì đất mình đó là sẽ nằm ở hướng Nam nha. Đây anh chị xem nè, đất là nằm ở hướng Nam ha. Rồi anh chị xem. Thì cái nút màu xanh xanh là vị trí em đang đứng ở đất của mình nè. Đây, thì sát bên đây mình là trại rắn Đồng Tâm nè ha anh chị. Thì cái vị trí đất của mình ở đây, anh chị đi hướng lên đây là lên cặp sông Long Định nè, ra ngay chỗ cầu Long Hưng nè, đó cầu Long Hưng nè. Còn cái hướng này anh chị đi ra là ngay chỗ cổng trại rắn Đồng Tâm nè, rồi mình đi về đường tỉnh lộ luôn nè ha. Thì từ ngay chỗ cái vị trí đất của mình ở đây á, anh chị đi mà ra tới ngay chỗ mà cổng trại rắn Đồng Tâm á, thì trung bình anh chị đi là chỉ có 2,1 cây số thôi, là cũng sát bên luôn ha anh chị. Đây, mình đi là chỉ có 2,1 cây số thôi. Khoảng 5 phút là anh chị ra tới ngay chỗ cổng trại rắn Đồng Tâm nè, cổng 2 của trại rắn Đồng Tâm luôn nè ha. Còn từ vị trí của mình ở đây á, anh chị đi thẳng ra tới ngay chỗ mà đường tỉnh lộ 870 đi ha. Là anh chị đi khoảng 2,8 cây số thôi là mình sẽ ra tới đường tỉnh lộ 870 rồi nè. Đây, đây là đường tỉnh 870 nè ha anh chị. Đó, đây là cái chỗ mà giáp ranh với thành phố Mỹ Tho luôn. Thì ở bên đây là thuộc về xã Thạnh Phú của huyện Châu Thành, còn ở bên đây là thuộc về xã Phước Thạnh của thành phố Mỹ Tho này nha anh chị. Vậy là tính ra từ cái vị trí đất của mình đó mà cách giáp ranh của thành phố Mỹ Tho là chỉ có 2,8 cây số thôi, là khoảng 6 phút thôi ha. Rồi thì để em sẽ mở thử cho anh chị xem coi từ vị trí của mình ở đây á mà anh chị đi chợ á, thì em thấy gần đây là sẽ có chợ Xoài Hột hoặc là chợ Bình Đức nha. Đây anh chị xem, ở đây là có chợ Xoài Hột và chợ Bình Đức nè ha. Thì để em xem thử coi. Từ đây á mà anh chị mình đi ra tới chợ Xoài Hột á thì trung bình anh chị đi là khoảng 3 cây số nha. Đây anh chị đi tới ngay chỗ chợ Xoài Hột nè. Chợ Xoài Hột là khoảng 3 cây số, anh chị đi là khoảng 7 phút nha. Thì ngay chỗ vị trí này cũng là ngã ba Xoài Hột nè, ở đây là cũng có trường học đầy đủ hết luôn ha. Hoặc là anh chị mình có thể đi chợ Bình Đức. Để em xem thử coi từ đây mà anh chị mình đi ra tới chợ Bình Đức đi ha. Từ đây đi ra chợ Bình Đức thì nó sẽ xa hơn là khoảng 4,4 cây số nha. Anh chị mình đi khoảng 10 phút mới tới chợ Bình Đức. Cho nên là em thấy là anh chị mình đi chợ Xoài Hột thì nó sẽ gần hơn là có 3 cây số thôi ha. Còn mà từ vị trí đất của mình ở đây á mà anh chị đi về tới ngay chỗ mà cầu Long Hưng đi ha. Từ đây anh chị đi lên tới cầu Long Hưng là khoảng 2,5 cây số. Đây anh chị xem nè. Thì đây là cầu Long Hưng nè, anh chị đi là 2,5 cây số là khoảng 6 phút. Thì sát bên đây là em thấy có ủy ban nè, có trạm y tế, có công an nè ha, nó của xã Long Hưng nè. Rồi bên đây là có trường trung học cơ sở của xã Long Hưng luôn. Thì đi cặp theo cái con đường này là sẽ tới ngay chỗ trường tiểu học của xã Long Hưng luôn. Đây. Anh chị xem nè, nó đây là tới trường tiểu học Long Hưng luôn nè, cũng khá là gần luôn. Vậy là từ vị trí đất mình á, anh chị đi khoảng 2,5 cây số là mình sẽ tới ngay chỗ cầu Long Hưng nè, tới ngay chỗ ủy ban, trạm y tế, công an, trường trung học cơ sở của xã Long Hưng. Còn mà anh chị đi khoảng 3 cây số là mình sẽ tới trường tiểu học Long Hưng nha. Còn nếu như mà đi học trường cấp 3 thì em nghĩ là anh chị sẽ cho con em mình đi học ở trường trung học phổ thông Phước Thạnh, ở trường trung học phổ thông Phước Thạnh của thành phố Mỹ Tho nha. Thì từ vị trí mình anh chị đi xuống tới đó là khoảng 4,2 cây số là sẽ tới trường trung học phổ thông Phước Thạnh. Tại vì Long Hưng thì không có trường cấp 3 ha anh chị, chỉ có thành phố Mỹ Tho thì mới có trường cấp 3 nè. 4,2 cây số là 9 phút nha. Còn từ vị trí đất của mình ở đây á, mà anh chị đi tới ngay chỗ mà bệnh viện đa khoa mới của tỉnh Tiền Giang á, bệnh viện mới đang xây dựng á, thì trung bình anh chị đi là khoảng 5,4 cây số nha. Đây 5,4 cây số nè, anh chị đi là khoảng 11 phút là tới bệnh viện đa khoa mới của tỉnh Tiền Giang ha. Từ đây mà anh chị đi xuống giáp ranh thành phố Mỹ Tho thì chỉ có 2,8 cây số thôi. Còn mà anh chị đi vô trong trung tâm thành phố Mỹ Tho là khoảng 9,5 cây số nha. Anh chị đi là khoảng 20 phút là tới rồi. Còn từ vị trí đất mình á mà anh chị đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á thì trung bình anh chị mình đi là khoảng 64 cây số nha. Anh chị đi là khoảng 1,5 tiếng là đi theo đường xe máy nè ha. Còn nếu như mà anh chị đi theo đường ô tô là khoảng 63 cây số, mình đi cũng khoảng 1 tiếng 20 phút thôi là về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh rồi. Rồi thì em xin nhắc lại ha. Đất mình đó là nằm ở xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đất là nằm trên mặt tiền đường huyện lộ 34 luôn, gần trại rắn Đồng Tâm, gần Sư Đoàn 8 ha. Thì có diện tích bề ngang là 4 m, chiều sâu vô là 21 m, đất cây lâu năm, giá là 550 triệu. Giá cả là anh chị sẽ thương lượng trực tiếp với chủ luôn ha. Đây trụ ranh giới từ ngay chỗ vị trí này anh chị đo qua gần cây trụ cột điện bên đây là 4 mét ha. Vị trí này anh chị có thể kinh doanh mua bán nhỏ lẻ nha. Bên đây thì nhà hàng xóm em thấy cũng có kinh doanh mua bán đại lý bia nước ngọt rồi nữa nè. Rồi thì em cảm ơn anh chị mình đã theo dõi video của em ha. Anh chị có thể đăng ký thêm 2 kênh YouTube nữa bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái để có thể theo dõi và ủng hộ tụi em nha. Thì một kênh nữa là nhà đất Huyền Trang Thái và một kênh thứ hai nữa là nhà đất Huyền Trang Thái miền Tây ha. Rồi em cảm ơn anh chị nha.